Nước sông Hiếu đang càng lúc càng dâng cao do mưa lũ. Các hộ gia đình tại khu phố 1, phường 3 chỉ biết đi lui, đi tới thu dọn đồ đạc, nhìn nước sông dâng cao và lo sợ. Năm ở ngoài nữa, bất cứ lụt cả lần tối tối đấy luôn. Nói chung là đến thêm án thêm luôn á. Khi được lụt bố là đến thêm án thêm luôn, là sạc lờ thêm luôn hả? Chứ còn có sến gì nữa. Nhưng mà cái lụt như là sến có mà đi luôn. Còn gia đình ông Nguyễn Ánh cũng rất lo sợ khi tường nhà của ông nứt vỡ, nền nhà cũng thay đổi, có dấu hiệu rạn nứt. Ngay cạnh bờ sông như thế này, ông cũng không chắc chắn căn nhà của ông có an toàn qua mỗi trận lũ hay không. Trời nó xuống cấp, trời nó sói vào mỏng rồi, gia tường còn xuống cấp rồi, trời lo lắng, dân cũng lo lắng đấy. Mong được di rời đến nơi an toàn hoặc được xây kè bờ sông là điều mà 7 hộ dân sống ngay gần dưới chân cầu dây văng chờ đợi từ nhiều năm nay. Người dân ở đây cho biết mỗi mùa mưa lũ, đất cứ bị sụt lún dần và sát mép nhà. Trước đây trước khi làm cái công này là hắn sạt lở, hắn có thể là bồi. Sau khi làm cái công này xong là hắn đạp về bên này là bắt đầu sạt lở, sạt hết. Lại một đây người ơi, đó là vỏ tài. Phải thoát, nó cũng quản là thờ đứa yên men bật lắm đi. Chồng tôi là có gì chồng ngồi. Mưa lớn, nước dâng cao, cán bộ mặt trận khu phố 1 đến nhà các hộ dân này vận động bà con chủ động di rời đến nơi an toàn. Thế nhưng đây cũng chỉ là phương án ứng phó tạm thời khi có mưa lũ. Bà con ở đây thì mong lắm cái nhiều lắm, tại vì và trước kia thì có một ông một sến nó qua đời mà chúng có cái sến để mà người họ bưng con trai ra nữa, họ phải ba con ở đây họ phải đóng góp tiền của lại để họ làm làm một cái sàn tạm thời, làm bằng sắt bằng tạm thời để mà đưa qua, và chúng khi đưa con trai qua là người dân giảm đi ra cái sườn sắt. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân phường 3 thành phố Đông Hà, kè sông Hiếu dọc đường Bà Triệu triển khai từ năm 2018, được thực hiện bởi nguồn vốn của dự án đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mekong. Tuy nhiên chỉ mới thi công được 1.000 mét, còn lại 500 mét về phía hạ lưu thì chưa thực hiện do dự án đã đóng vào ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trong khi sạt lở ngày càng nghiêm trọng, kè không còn được xây, người dân vẫn chờ đợi một giải pháp từ chính quyền thành phố Đông Hà.